Ngày 12 tháng 4 năm 2005, Inter Milan tiếp đón đại kình địch cùng thành phố AC Milan trên sân nhà Giuseppe Meazza trong trận tứ kết Champions League lượt về. Lúc ấy, so với Inter, Rossoneri vượt trội hơn hẳn về mọi mặt. Thất bại 0-2 ở trận lượt đi cùng bàn thắng mở tỷ số của Shevchenko ở giữa hiệp 1 gần như đã làm tiêu tan cơ hội đi tiếp của xanh đen. Cho tới phút 71, Cambiaso cuối cùng cũng ghi bàn cho Inter. Nhưng trọng tài Marco Smith từ chối bàn thắng vì cho rằng Giulio Riccardo Cruzzi đã ngăn cản thủ thành Zidane. Các cầu thủ Inter phản đối dữ dội, nhưng quyết định không thay đổi. Trên sân, các cổ động viên của Inter không chấp nhận quyết định và phản đối bằng cách ném các vật dụng như vỏ chai, rỗng và pháo sáng xuống sân. Thế nhưng hình ảnh Marco Materazzi đứng chống khuỷu tay vào vai Rui Costa nhìn cảnh sân vận động chìm trong khối của pháo sáng đã in sâu vào tâm trí của mỗi người theo dõi trận đấu đó, bởi nó đẹp đến nao lòng khi họ dù là những kẻ đối địch nhưng đang nhìn về một hướng với cuộc trò chuyện diễn ra trong sự bất lực và chẳng ai mong phải chứng kiến cảnh tượng buồn rầu này. Quay ngược lại quá khứ, chứng kiến những bước chạy đầu tiên của cái tên Rui Manuel Cesar Costa. Đó là một cậu bé nhỏ con chạy trên những con phố của Amadora, rồi gia nhập đội thiếu niên của câu lạc bộ bóng đá trong nhà Inacio khi mới trạc 5 tuổi. 4 năm sau, cậu nhóc này quyết định thử vận may trong một cuộc tuyển trạch của đội trẻ Benfica. Và chỉ trong 10 phút tập luyện tại câu lạc bộ này, cậu đã khiến huyền thoại bóng đá Bồ Đào Nha. Bảo đen Eusebio khi đó đã nhận ra phẩm chất tài năng của mình. Ông đã tuyển thẳng cậu vào đội. Và từ đó, Rui Costa gắn bó 13 năm trong màu áo của Benfica. Futsal là môn thể thao đại chúng ở cả Brazil lẫn Bồ Đào Nha. Một môn thể thao gồm 5 người thi đấu mỗi đội, sử dụng một trái bóng nhỏ và nặng để giảm đi độ nảy. Điều này cho phép người chơi phát triển những nguyên tắc cơ bản của họ như chuyền và chạy bước một. Và nếu thiếu chúng thì các trận đấu futsal sẽ trở nên bớt tốc độ và đầy lộn xộn. Rui Costa cũng phải tập làm quen với những quả bóng nặng đó khi bắt đầu sự nghiệp. Nó sẽ khiến đôi chân của cậu nặng hơn khi rê bóng và rồi nhẹ đi trông thấy khi chuyền nó cho một người khác. Để làm gì ư? Để mang lại thứ bóng đá đẹp mắt và kỹ thuật, điều làm chân lý với những người hâm mộ túc cầu thời đại đó. Năm 1991, sau cúp thế giới U21, giải đấu mà Bồ Đào Nha đã vô địch sau một cú sút phạt đền của Rui Costa, chàng thanh niên được gọi trở lại Benfica sau một năm cho mượn tại Pha Tê. Tại đây, cậu giành được trái ngọt đầu tiên trong sự nghiệp với chiếc cúp bóng đá Bồ Đào Nha năm 1993 và quán quân giải vô địch bóng đá Bồ Đào Nha mùa 93-94. Đoạn tiếp theo của trang sách của đời Rui Costa là nước Ý mới mẻ nhưng lại thấm nét buồn lạ thường. Thành phố Florence là điểm đến của Rui Costa khi câu lạc bộ đành phải đưa anh ra thị trường chuyển nhượng vì lý do tài chính. Thành Johan để ý anh, với sự dẫn dắt của Rui, Rui Costa có thể trở thành một cầu thủ vĩ đại với ánh hào quang chói ngời. Nhưng không, chữ nếu như buồn bã đầu tiên đã xuất hiện khi Manuel Damasio trở thành chủ tịch mới của câu lạc bộ và vụ chuyển nhượng của Rui bị hủy bỏ trong phút chót. 6 triệu euro là mức giá kỷ lục cho một cầu thủ trẻ và điều đó sẽ giúp Benfica ổn định được nguồn thu của họ. Rui Costa chia tay đội bóng tuổi thơ và đến nước Ý. Có gì đang chờ anh ở phía trước? Fiorentina là một thế lực mới nổi của nền bóng đá phát triển bậc nhất trên đất nước hình chiếc ủng. Họ có những Brian Laudrup, Francisco Baiano hay Gabriel Batistuta. Số 10 cũ của họ chính là Roberto Baggio và giờ nó sẽ được tiếp quản bởi chàng trai người Bồ Đào Nha này. Một trọng trách lớn trong một giải đấu mà mọi số 10 xuất sắc nhất thế giới đều chơi ở đó. Và ở cầu thủ mảnh khảnh ấy, người ta thấy được tư duy của một thiên tài và nhãn quan chiến thuật vô cùng xuất sắc. Rui Costa chẳng chơi bóng bằng cơ bắp hay tốc độ. Anh chơi bằng tinh tế và cả thứ bình tĩnh đến lạ thường. Khi đó, Pirlo vẫn là một tài năng mới nổi, còn Rui Costa đã trở thành biểu tượng của bóng đá đẹp ở Serie A. Vùng đất miền Trung nước Ý vốn là cái nôi của thời kỳ phúc hưng đã ghi dấu chân của một người nghệ sĩ với đôi chân thanh thoát khiến ai cũng khó có thể tưởng tượng nổi. Phía sau vua sư tử Batistuta và thú hoàng Edmundo khi ấy, với một dáng vẻ từ tốn nhưng luôn khiến mọi đối thủ gặp khó, người ta thấy đường chuyền của Rui Costa đi xuyên qua mọi hàng thủ của Serie A. Rồi một trong hai gã sát thủ kia băng xuống, Rui Costa có trong mình mọi thứ về định nghĩa của một Tricutista mẫu mực. Tháng 8 năm 1996, sân vận động Da Luz de Lisbon chứng kiến một trận đấu đặc biệt khi Benfica đối đầu với Fiorentina trong một trận giao hữu. Rui Costa nhận bóng từ người đồng đội Argentina Gabriel Batistuta ở giữa khung thành trong phút cuối. Lướt qua hàng thủ Benfica, anh nhớ lại khoảnh khắc đã đưa bóng vượt qua những người bạn cũ của mình.
những người đồng hương của anh trước khi hất bóng tinh tế qua thủ môn người Mỹ. Nhưng bàn thắng ấy kết thúc không phải với sự vui mừng mà bằng những giọt nước mắt. Rui Costa đang đứng giữa mái nhà xưa của anh, và những gì người ta nhìn thấy ở chàng trai này chính là sự đam mê và niềm trung thành bất tận. Rui chơi cho Fiorentina suốt 7 mùa bóng, giúp họ giành cúp Coppa Italia 2 lần vào mùa giải 95-96 và 2000-2001. Ai đó chắc hẳn vẫn còn nhớ khoảnh khắc Rui Costa giúp Fio nhấn chìm một AC Milan hung mạnh với tỷ số 4-0 khi anh kiến tạo cho Gomez và Chiesa trước khi tự mình ghi bàn thắng cuối cùng. Lúc này anh và Zidane cạnh tranh nhau giành danh hiệu tiền vệ xuất sắc nhất, và Rui Costa được coi là cầu thủ mang áo số 10 hay nhất Serie A trong một thời gian. Việc anh có rời Fiorentina hay không đã gây ra nhiều tranh luận lúc ấy khi nhiều câu lạc bộ đều muốn có được chữ ký của anh. Mùa giải 2000-2001 khi Batistuta rời sân Stadio Artemio Franchi, Rui vẫn lặng lẽ cống hiến cho màu áo tím thủy chung. Nhưng mọi thứ lặp đi lặp lại khi Fiorentina đã cận kề bờ vực phá sản. Một lần nữa người ta lại thấy được lòng son sắt của Rui. Anh chỉ chấp nhận ra đi khi đó là con đường duy nhất có thể cứu vãn câu lạc bộ. Cuộc đời của anh lại bắt đầu một chương mới, và đây là chương cao trào nhất trong sự nghiệp của Rui Costa. Chuyển sang AC Milan với bản hợp đồng có trị giá 41 triệu euro, trở thành cầu thủ được Milan mua với giá cao nhất trong lịch sử. Tại San Siro khi đó có quá nhiều cầu thủ đẳng cấp ở hàng tiền vệ, Sidov, Rivaldo và Pirlo. Điều này khiến cho cầu thủ người Bồ chẳng thể kịp thích nghi ở mùa giải đầu tiên, nhưng đến mùa thứ hai, mọi thứ lại trở về như cũ. Thi đấu tại một tập thể mạnh như Milan khiến Rui Costa không còn vất vả như thuở ở Fiorentina dưới sự dẫn dắt của Carlo Ancelotti cùng sự tiếp xúc với Andrea Pirlo, Sidov, Gattuso. Rui Costa đã phát huy trọn vẹn những phẩm chất thiên tài của một tiền vệ tấn công. Rui Costa với vai trò như là một bộ não đã đưa Milan lên đỉnh cao châu Âu, nơi anh là nhạc trưởng dẫn dắt lữ đoàn đỏ đen đăng quang trên sân vận động Old Trafford. Carlos Queiroz từng nói về Rui Costa: "Rui là một bậc thầy trong việc điều khiển trái bóng. Anh ấy là một cầu thủ kiến tạo, có thể quyết định trận đấu, điều phối nhịp độ trái bóng dưới chân và khả năng quan sát. Nhưng tiếc rằng Milan với Rui không phải là niềm vui trọn vẹn." Mùa giải 2003-2004, Milan đón về sân San Siro một anh chàng người Brazil trẻ măng có tên là Kaká. Anh chàng có lối chơi mạnh mẽ và đầy tốc độ, và huấn luyện viên nhận ra rằng đây sẽ là nhân tố thành công cho Milan. Ở thời điểm mà người ta vẫn chưa gọi là đi qua sườn dốc sự nghiệp, nhưng anh đành nhường lại vị trí cho chàng trai trẻ Brazil. Chương cuối của Rui được bắt đầu bằng một câu chuyện buồn bã trên chính quê hương của Rui. Euro 2004, Bồ Đào Nha với thế hệ vàng trải đều cả ba tuyến bao gồm Ricardo Cavani, Figo, Deco, Simão, Rui Costa, Nuno Gomes. Đặc biệt họ trình làng một cầu thủ trẻ đang vô cùng sung mãn và vừa có một mùa giải thành công trong màu áo của Manchester United. Đó là Cristiano Ronaldo. Euro năm đó khi Bồ Đào Nha và Anh đang hòa nhau với tỷ số 1 đều trong hiệp phụ. Trong một pha phản công, Costa dẫn bóng vào phần sân của đối phương và đang tìm kiếm một phương án khả thi để tung một đường chuyền quyết định. Anh giữ bóng trong chân và tìm đến gần vòng cấm của đối thủ. Cái nhìn nhanh sang Simão lúc này đang bị kèm rất chặt. Và rồi sau tất cả, anh quyết định tung một cú dứt điểm rất căng bằng chân phải. Bóng đi thẳng vào phần lưới phía dưới sàn ngang, hạ gục David James. Trong trận chung kết tại chảo lửa Louis Stadium, được sự cổ vũ của hơn 60.000 khán giả nhà cùng với phong độ đang lên rất cao lúc đó, ai cũng nghĩ rằng thế hệ vàng của những Figo, Rui Costa hay là Ronaldo sẽ được kết thúc đẹp với chiếc vô địch được nâng cao. Nhưng trong một năm mà điều thần kỳ đã chọn với người Hy Lạp thì Rui đã phải trải qua thêm một nỗi buồn vô tận. Costa đã từng hứa sẽ trở về Lisbon và Benfica. Năm 2006, anh đã thực hiện lời hứa ấy, bỏ lại một bản hợp đồng 4,6 triệu euro còn thời hạn một năm tại Milan để hồi hương khi cảm thấy không còn tài năng cống hiến ở đỉnh cao cho Milan. Anh đã đề nghị với Benfica một bản hợp đồng trắng. Trong đó, anh không quan tâm đến mình nhận được bao nhiêu tiền trong sự nghiệp của mình. Rui Costa chưa bao giờ đề nghị để ra đi trừ lần này. Anh chỉ sang Fiorentina khi Benfica gặp khó về tài chính và cũng phải đến khi đội bóng này phá sản. Anh mới chấp nhận về Milan. Sự trung thành luôn là thứ chảy trong máu của Rui Costa. Anh có lẽ đã dành cả đời mình ở Benfica nếu câu lạc bộ này dư giả về mặt tài chính. Kể cả cho người ta vẫn hay tiếc ngẩn tiếc ngơ rằng tài năng của anh xứng đáng với những thành tựu to lớn hơn. Nhưng cuốn sách này đẹp không chỉ vì nó cho những gì người đọc mong muốn, mà bởi nó đã để lại niềm tiếc nuối,
mà từng câu chữ thì cứ thế mà sống mãi.